Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 24 tháng 6 với những nội dung chính sau đây. Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 1 tại một số địa phương. Các địa phương chủ động phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 1. Ngộ độc thức ăn tại thành phố Hưng Yên, 16 người nhập viện. Công an tỉnh bắt vụ xả nước thải chưa xử lý ra môi trường tại công ty may Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2015, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Dự hội thảo có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình và một số ban ngành ở Trung ương. Dự hội thảo có bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng thân nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo xã Dây Phạm, quê hương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Đồng chí Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915, quê ở xã Dây Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình công chức, thấu hiểu cuộc sống lầm than của nhân dân trong nỗi đau mất nước, được giác ngộ cách mạng, lại được tư tưởng Nguyễn Ái Quốc dẫn đường. Đồng chí Nguyễn Văn Linh sớm có chí cứu nước, cứu dân. Năm 1930, mới 15 tuổi, khi đang giải truyền đơn tuyên truyền cách mạng, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 18 tháng tù và đầy ra Côn Đảo. Khi ra tù, đồng chí lại hoạt động cách mạng. Năm 1941, lại bị địch bắt và đầy ra Côn Đảo lần thứ hai. Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí lại tiếp tục tham gia hoạt động ở Sài Gòn, Gia Định. Tháng 4 năm 1947, đồng chí làm bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng với đồng chí Lê Duẩn xây dựng phong trào đấu tranh vũ trang ở miền Nam và thu được những thắng lợi quan trọng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 4 năm 1975, đồng chí Nguyễn Văn Linh được cử làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, trưởng ban dân vận mặt trận Trung ương, chủ tịch Công đoàn Việt Nam. Tại đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng. Trên cương vị mới, đồng chí cùng ban chấp hành Trung ương khóa 6 đã có nhiều đổi mới sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu toàn văn đề dẫn hội thảo khoa học của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông. Thưa đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Kính thưa đồng chí Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và gia đình. Kính thưa các đồng chí đại biểu, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, thưa các nhà khoa học, thưa các đồng chí. Trong không khí toàn đảng, toàn dân phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
và tỉnh ủy Hưng Yên trang trọng tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh với chủ đề Đồng chí Nguyễn Văn Ninh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, tên khai sinh là Nguyễn Đức Cúc, thường gọi là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 trong một gia đình công chức ở Hà Nội, quê gốc tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, năm 14 tuổi, đồng chí tham gia học sinh đoàn, một tổ chức do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, khi thực hiện nhiệm vụ giải truyền đơn chống đế quốc, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tù chung thân và đẩy ra quần đảo. Năm 1936, đồng chí được trả tự do, được tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ năm 1936 đến năm 1939, đồng chí tham gia phong trào công nhân và chấp mối gây dựng cơ sở đảng tại Hà Nội và Hải Phòng. Từ năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Ninh tích cực hoạt động cách mạng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đầu năm 1941, đồng chí bị địch bắt ở Vinh, bị xử tù 5 năm và bị đẩy ra côn đảo lần thứ hai. Cách mạng tháng 8 thành công, các tù nhân côn đảo được đón về đất liền. Đồng chí Nguyễn Văn Ninh được bầu vào Sứ ủy Nam Bộ năm 1952. Đồng chí được cử ra Việt Bắc học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Sau năm 1954, đồng chí trở lại cùng đồng bào chiến sĩ miền Nam kiên cường bám trụ, gây dựng phong trào, tích cực đấu tranh, tiến tới đồng khởi. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam, giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước mùa xuân năm 1975. Năm 1976, đồng chí Nguyễn Văn Ninh là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 4 tháng 12 năm 1976, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tham gia Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5 năm 1982, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị Trung ương 8 tháng 6 năm 1985, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Ninh được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công thường trực Ban Bí thư. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 tháng 12 năm 1986, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, đồng chí tiếp tục được bầu làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 năm 1991 và khóa 8 năm 1996. Kính thưa các đồng chí, gần 70 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Ninh gắn liền với những trang sử vẻ vang hào hùng của Đảng và dân tộc ta. Để hội thảo đạt hiệu quả, thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị các ý kiến phát biểu tập trung những nội dung chủ yếu sau. Một là, đồng chí Nguyễn Văn Ninh, người suốt đời phấn đấu kiên cường vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Sinh ra và lớn lên khi nước nhà chìm đắm trong đêm đen nô lệ, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. 14 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Ninh sớm tiếp thu truyền thống yêu nước, một lòng đi theo Đảng, theo ngọn cờ cách mạng. Hai lần bị địch bắt và tra tấn dã man tại địa ngục Trần Gian Côn Đảo, người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi vẫn kiên cường cùng đồng đội biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Trở về từ nhà tù đế quốc, đồng chí Nguyễn Văn Ninh sát cánh cùng đồng bào chiến sĩ miền Nam vượt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ với tinh thần miền Nam Việt Nam là thịt của thịt chúng tôi, là máu của máu chúng tôi, nhân dân Việt Nam sẽ được thống nhất. Đồng chí là người bắt nhịp cho cách mạng miền Nam làm nên dấu ấn đậm nét về cuộc đồng khởi, tiến đến thắng lợi hoàn toàn mùa xuân năm 1975. Thắng lợi ấy thuộc về toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Ninh. Trong nhiệm kỳ Đại hội 6, đồng chí Nguyễn Văn Ninh cùng với Ban lãnh đạo Trung ương Đảng nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tuy tuổi cao, sức khỏe giảm sút, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991
lần thứ 8 năm 1996, đồng chí vẫn tham gia cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đem nhiệt huyết và kinh nghiệm cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng. Hai là đồng chí Nguyễn Văn Ninh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Trước những thời điểm, những nhiệm vụ khó khăn, đồng chí Nguyễn Văn Ninh luôn thể hiện hai phẩm chất nổi bật là kiên định với những vấn đề nguyên tắc và sáng tạo, nhạy bén tìm ra cái mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng. Sau năm 1954, được sự trợ giúp của đế quốc Mỹ, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm công khai xóa bỏ Hiệp định Geneva, khủng bố đẫm máu cách mạng miền Nam, lực lượng cách mạng tổn thất nghiêm trọng. Với vai trò lãnh đạo cao nhất xứ ủy Nam Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Ninh kiên cường bám trụ, nặn nội xuống cơ sở, tìm hướng đấu tranh đúng cho cách mạng. Đồng chí liên lạc với Trung ương và đề nghị được sử dụng biện pháp đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, vận dụng sáng tạo nghị quyết Trung ương 15, phát động phong trào đồng khởi, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cách mạng miền Nam sang thế chủ động tiến công. Đất nước thống nhất, với vai trò Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Ninh chăn trở bám sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của người dân, phát hiện nhân tố mới, tìm bước đi thích hợp để ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời đề xuất với Trung ương những chủ trương chính sách mới sát hợp với thực trạng kinh tế, xã hội và đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 tháng 12 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Ninh được giao trọng trách Tổng Bí thư đầu tiên thời kỳ đổi mới. Tình hình kinh tế chính trị thế giới nhiều biến động phức tạp, trong nước khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng, sản xuất đình trệ, lạm phát rất cao tới 774%. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh vẫn kiên định, sáng tạo, xác định đổi mới phải có nguyên tắc, đổi mới phải tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí đề ra quyết sách tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sau một năm thực hiện khoán 10, cải cách nông nghiệp năm 1989, từ một nước nhập lương thực và thiếu đói, Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu gạo ăn trong nước và xuất khẩu trên 1 triệu tấn gạo. Lạm phát được ngăn chặn và đẩy lùi, sự bình ổn về kinh tế đã tạo bước ổn định về chính trị xã hội. Ngày 29 tháng 4 năm 1998, tại lễ truy điệu đồng chí, Đảng ta ghi nhận, suốt nhiệm kỳ Đại hội 6 với cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Ninh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ba là đồng chí Nguyễn Văn Ninh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản có đạo đức trong sáng, giản dị. Năm 14 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng, tuy chưa được gặp Bác, song thông qua sách báo bí mật và nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, người thanh niên Nguyễn Đức Cúc sớm ngưỡng mộ lý tưởng, tài năng và nhân cách của người, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Ninh trở thành người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1953, lần đầu tiên được gặp Bác, đồng chí Nguyễn Văn Ninh rất khâm phục tinh thần lạc quan cách mạng, tài dân vận thu phục lòng người của Bác. Đồng chí bày tỏ ấn tượng và tình cảm đặc biệt. Bác rất mạnh, rất vui, rất giản dị, rất linh hoạt. Mỗi lời nói của Bác đi sâu vào trong lòng người, mỗi cử chỉ của Bác là một bài học thấm thía. Đảng ta, dân dân ta có Bác thật là hạnh phúc to. Đồng chí vững tin, trước kia, hiện nay và mai sau, người mãi mãi là ngọn cờ tập hợp vẫy gọi đối với mọi người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp thu và vận dụng sâu sắc giá trị di sản Hồ Chí Minh, với vai trò lãnh đạo chiến đấu trong phong trào cách mạng miền Nam, đồng chí Nguyễn Văn Ninh không ngại gian khổ hy sinh, nặn nội đi sâu, bám sát thực tế, kiên định và linh hoạt trong đấu tranh, lãnh đạo nhân dân miền Nam làm nên những thắng lợi vĩ đại. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 6, đồng chí Nguyễn Văn Ninh đã tiên phong học tập, vận dụng, khẳng định giá trị nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự vận dụng sáng tạo ấy là nguyên nhân thành công
trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Ninh tỏ rõ tri thức và phong cách mẫu mực của người chiến sĩ Cộng sản trong quan điểm về tính hệ thống, toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước và thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Nguyễn Văn Ninh cũng tỏa sáng những cốt cách của người chiến sĩ Cộng sản cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp dân tộc, không màng danh lợi, địa vị cá nhân. Kết thúc Đại hội 6, dù vẫn còn minh mẫn và được nhiều đoàn đại biểu tín nhiệm đề cử, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Ninh đã xin rút, không ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới với lời hứa: "Tôi xin cố gắng cống hiến sự hiểu biết và kinh nghiệm nhỏ bé của mình cho cách mạng, cho Đảng, cho đến hơi thở cuối cùng." Đồng chí ghét thói phô trương hình thức gây lãng phí tiền bạc của nhà nước và nhân dân. Là lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, đồng chí không tư lợi cá nhân, không dành những đặc quyền riêng cho bản thân và gia đình. Trong gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Ninh là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, thủy chung vẹn tròn. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sự chiến đấu quả cảm, đức hy sinh cao đẹp, từ bản lĩnh và cốt cách người chiến sĩ Cộng sản, đồng chí Nguyễn Văn Ninh đã để lại trong nhân dân Việt Nam lòng yêu mến, kính trọng và biết ơn sâu sắc. Bốn, đồng chí Nguyễn Văn Ninh luôn hướng về Hưng Yên bằng tình cảm quan tâm sâu sắc. Trong những năm xa quê, đồng chí đã 6 lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên và xã nhà Giai Phạm, Yên Mỹ. Đồng chí còn thể hiện sự quan tâm bằng những lá thư, bức điện, những nắng hoa chúc mừng, những lời dặn dò, động viên và thăm hỏi ân cần, dành sự quan tâm đặc biệt tới từng bước tiến, bước trưởng thành của quê hương Hưng Yên. Năm 1967, đồng chí về thăm xã Giai Phạm và gặp họ hàng sau nhiều năm xa cách. Năm 1977, đồng chí về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên, huyện Hợp Nhất, Văn Giang và Yên Mỹ. Năm 1987, đồng chí về thăm xã Giai Phạm, gặp gỡ, trò chuyện, gợi mở hướng phát triển cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Năm 1993, đồng chí cùng phu nhân về thăm thị xã Hưng Yên. Năm 1994, đồng chí về thăm tỉnh Hải Hưng, thăm huyện Mỹ Văn, huyện Hợp Nhất, Yên Mỹ, Mỹ Hảo, Văn Lâm. Nhân chuyến thăm và làm việc tại quê hương Giai Phạm, đồng chí dự lễ khởi công xây dựng trường tiểu học mang tên Nguyễn Văn Ninh. Năm 1995, đồng chí đã gửi thư động viên khích lệ đảng bộ và nhân dân xã Giai Phạm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 1996, sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, đồng chí cùng gia đình về thăm xã Giai Phạm, thăm họ hàng, làng xóm. Ngày 14 tháng 3 năm 1997, đồng chí gửi thư thăm hỏi khích lệ đảng bộ và nhân dân xã Giai Phạm thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, khen ngợi trường tiểu học và trung học cơ sở mang tên đồng chí đã giữ vững danh hiệu trường tiên tiến trong nhiều năm. Tháng 11 năm 1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Ninh gửi điện chúc mừng cùng với lòng mong muốn: "Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không về dự Đại hội đại biểu của tỉnh được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam." Đó cũng chính là căn dặn cuối cùng của đồng chí Nguyễn Văn Ninh với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Phát huy truyền thống quê hương, thực hiện lời dặn của đồng chí Nguyễn Văn Ninh trong những năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành trung ương, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Sau tái lập tỉnh năm 1997, Hưng Yên với điểm xuất phát thấp, GDP bình quân đầu người 180 đô la, cơ sở hạ tầng còn thiếu và xuống cấp nhiều, hệ thống giao thông vận tải khó khăn. Xác định thế mạnh, vị trí của Hưng Yên là tỉnh trung tâm đồng bằng sông Hồng, nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với các quốc lộ 5, quốc lộ 38 và 39 đi qua, dân cư lao động dồi dào, tỉnh tập trung khâu đột phá phát triển kinh tế công nghiệp, thực hiện những chính sách thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ,
tạo điều kiện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đến hết năm 2014, Hưng Yên đã quy hoạch 13 khu công nghiệp tập trung, trong đó có 4 khu công nghiệp và hàng chục cụm công nghiệp vừa và nhỏ đã đi vào hoạt động, thu hút 1.255 dự án, có 924 dự án trong nước, 331 dự án nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đăng ký tương đương 7,1 tỷ đô la, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 vạn lao động. GDP bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.300 tỷ đồng, gấp trên 100 lần so với khi tái lập tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh, trung bình toàn tỉnh đạt gần 14 tiêu chí một xã, có 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Nông thôn và đời sống của người nông dân ngày càng khởi sắc, số hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm khoảng 3,2%. Các chính sách xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tỉnh đã đặt tên trường chính trị của tỉnh, quảng trường trung tâm và đường trục chính dẫn vào trung tâm tỉnh Lệ Hưng Yên. Gần 30 năm đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, Hưng Yên hôm nay có nhiều khởi sắc, khang trang hơn. Thành tựu đó gắn liền với vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quyết tâm xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam. Như di nguyện của đồng chí Tổng Bí thư lúc sinh thời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Kính thưa các đồng chí, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hội thảo khoa học này là việc làm thiết thực nhằm tưởng nhớ những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa góp phần thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các nhà khoa học, chúc hội nghị thành công tốt đẹp và xin trân trọng cảm ơn. Tại hội thảo đã có 6 tham luận làm rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cũng như vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, cách mạng Việt Nam. Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới kinh tế, xóa bỏ quan liêu bao cấp, như đồng chí Nguyễn Văn Linh với Sài Gòn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh với Đảng bộ và nhân dân thủ đô Hà Nội của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc với tham luận, đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai lời tâm sự của bà Ngô Thị Huệ về các kỷ niệm thời kỳ hoạt động của đồng chí Nguyễn Văn Linh và tấm gương cộng sản liêm khiết suốt đời phấn đấu vì nước vì dân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đầu giờ buổi sáng, các đại biểu đã tới dâng hoa tại đài tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, các tham luận tại hội thảo khoa học chúng tôi sẽ giới thiệu trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, chiều nay đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại các huyện Khoái Châu, Văn Giang, cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại trạm bơm tưới và tiêu thống nhất xã Cửu Cao, thị xã các diện tích trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh trên các cánh đồng của các xã Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Có trên 800 ha hoa cây cảnh, cây ăn quả, trong đó có trên 600 ha cây ăn quả giá trị cao, gồm cam đường canh, cam vinh và bưởi diễn. Nếu gặp bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng. Đồng chí Chủ tịch đã biểu dương tinh thần chủ động chẳng buộc cho diện tích cây ăn quả ứng phó với bão số 1 của bà con nông dân. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường đã đến kiểm tra tiến độ tại trạm bơm tiêu úng ở xã Liên Nghĩa.
Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công và đơn vị giám sát là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động trong mùa mưa bão này. Khi bão đổ bộ vào đất liền, trời mưa to, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thị sát và kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại các xã Bình Kiều, Tứ Dân, Đại Tập và Hàm Tử là các xã ngoài bối của huyện Khoái Châu. Đây là những địa phương có diện tích chuối và nhãn lớn của huyện. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quái Châu báo cáo công tác triển khai và các phương án phòng chống bão số 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, ngoài tuyên truyền liên tục diễn biến bão số 1 trên hệ thống truyền thanh của huyện và của xã, huyện cần ứng trực 100% quân số theo phương châm 4 tại chỗ, vận động nhân dân chằng chống các diện tích chuối và cây ăn quả để giảm thiệt hại trong trường hợp bão số 1 đi vào đất liền, ảnh hưởng đến tỉnh ta. Ngoài bảo vệ diện tích cây ăn quả, thì đặc biệt tuyên truyền, đảm bảo tuyệt đối tính mạng của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Doãn Thế Cường cũng lưu ý, sau bão là hoàn lưu có thể mưa lớn kéo dài, vì thế các địa phương cần theo dõi sát diễn biến bão số 1 và sự chỉ đạo của tỉnh để có sự chuẩn bị phòng chống úng ngập, nhất là úng cục bộ, bảo vệ các diện tích lúa cấy, diện tích gieo thẳng, cây hoa màu và cây ăn quả, tránh thiệt hại cho nhân dân. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1 tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Tại thành phố Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại xã Hồng Nam. Đây là địa phương có diện tích nhãn lớn của tỉnh. Tại hai huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác trực phòng chống bão số 1 ở hai trạm bơm tiêu úng Triều Dương thuộc xã Hải Triều huyện Tiên Lữ và trạm bơm La Tiến của huyện Phù Cừ. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe lãnh đạo các địa phương và ngành chức năng báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc chỉ đạo thành phố Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, huy động các lực lượng túc trực 100% quân số theo phương châm 4 tại chỗ. Cử ngành chức năng tuyên truyền đến các hộ gia đình trồng nhãn áp dụng các biện pháp chằng buộc để đảm bảo an toàn cho diện tích nhãn, tránh thiệt hại đáng tiếc do chủ quan gây ra. Huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ tập trung lực lượng chủ động tháo gạn, tránh để hiện tượng mưa úng có thể gây ngập diện tích lúa, nhất là các diện tích lúa mới cấy, mạ dược ở huyện Phù Cừ. Trưa nay, bão số 1 đã đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa to, gió lớn. Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh ta có nơi mưa to và rất to, lượng mưa trung bình ước khoảng trên 30mm. Trước đó, đầu giờ buổi sáng nay, ngay sau khi nhận được công điện khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về phòng chống cơn bão số 1, các địa phương và nhân dân trong tỉnh đã tập trung chủ động các phương án để phòng chống bão. Ngay sau khi xác định khu vực chịu ảnh hưởng của bão, người dân huyện Tiên Lữ đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Hiện tại, toàn huyện đã gieo mạ trên diện tích hơn 310 ha. Riêng xã Hương Đạo, người dân đã cấy gieo vãi khoảng 35 ha. Để bảo vệ lúa mới cấy, lúa gieo thẳng, trước đó, các địa phương đã nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, sẵn sàng tiêu thoát nước nếu xảy ra tình trạng ngập úng. Tại một số xã trồng cây ăn quả, cây cảnh như Nhật Tân, Thiện Viến, người dân đã xuống đồng buộc chống cho nhãn đào để tránh tình trạng gãy đổ. Một số hộ chăn nuôi đã ra cố che chắn dựng buộc lại chuồng trại. Nghe cái tình hình thời tiết có cơn bão số 1 có thể đổ bộ vào miền Bắc nước ta, thì Ban chỉ đạo phòng chống bão úng của xã Hương Đạo chúng tôi đã họp triển khai đến các cái đơn vị, đến các thôn chủ động trong việc phòng chống bão úng, đặc biệt là trên các hệ thống kênh mương của trên địa bàn toàn xã. Chúng tôi đã họp và chỉ đạo phân công thường trực lực lượng công an, quân sự, lãnh đạo ủy ban và cán bộ địa chính thường trực 24/24 để tình huống có thể xảy ra để kịp thời chỉ đạo và xử lý. Dù thời gian qua mực nước xuống thấp do nắng kéo dài, nhưng huyện Phù Cừ vẫn chủ động chuẩn bị sẵn sàng tiêu thoát nước nếu xảy ra ngập úng. Tại trạm bơm của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phù Cừ, công nhân túc trực 24/24 giờ. Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra theo dõi, đảm bảo máy móc vận hành tối đa công suất để bơm tiêu úng cho khu dân cư, đảm bảo an toàn cho các vùng nuôi trồng thủy sản lúa mới cấy. Thực hiện công tác trục vớt bèo vật cản trên các trục tiêu nên hầu hết các hệ thống tiêu thông thoáng. Ngoài ra các hộ dân cũng đã chủ động chằng chống chuồng trại, nâng cao bờ ao để hạn chế thiệt hại. Đối với trạm bơm chúng tôi, với cái diện tích mà phục vụ ở trạm bơm chúng tôi thì là 568 ha, thì là chúng tôi cũng đã thường xuyên
tức là kiểm tra các cái hệ thống, hay là máy móc và thiết bị công trình sẵn sàng 24/24 để khi có mưa bão úng về thì chúng tôi cũng sẽ chủ động làm sao là về vận hành máy móc cũng như là về cái con người đảm bảo và phục vụ là cơ bản là sẽ là khẳng định một điều sẽ là tốt. Để các địa phương chủ động đối phó với diễn biến của bão sau khi đi vào đất liền, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra, ngay trong buổi sáng ngày 24 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động đã có công điện khẩn thông báo cụ thể tới từng xã phường thị trấn trên địa bàn biết về tình hình diễn biến của bão, dự báo về thời tiết trong một vài ngày tới để có biện pháp đối phó hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên chỉ đạo các xã phường và công ty cấp thoát nước thành phố thường xuyên kiểm tra khơi thông cống rãnh để thuận lợi cho tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, đặc biệt là tại kênh Sảo Sáu và sông Lê Như Hổ, vì đây là hai kênh tiêu nước chính cho các diện tích nhãn của xã Hồng Nam. Công ty môi trường và công trình đô thị Hưng Yên tiến hành cắt tỉa, chằng chống cây xanh ở các tuyến phố có nguy cơ gãy đổ. Tại huyện Kim Động, để chống úng ngập cho các diện tích mạ mới gieo, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương tháo gạn nước trong đồng, chuẩn bị máy bơm để bơm khi có mưa lớn, không để mạ bị ngập úng. Cùng với đó, các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với chính quyền các địa phương cùng với người dân khẩn trương chằng chống cây trồng, chủ yếu là các diện tích chuối nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do ảnh hưởng của bão gây ra. Tại huyện Văn Giang, công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số 1 đã được người dân triển khai từ mấy ngày nay. Với những địa phương chuyên canh các loại cây ăn quả cây cảnh như Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Tân Tiến và Mễ Sở, các nhà vườn đều tiến hành đóng cọc buộc ghìm các cành tán cây để hạn chế tình trạng lay gốc và va chạm cọ sát quả khi gió to. Mặt khác, đối với những diện tích ổi đang thu hoạch thì tiến hành thu sớm, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão tràn về. Nếu gió to thì ảnh hưởng không cọc ngưng chống nghiêm chỉnh thì là bị đổ, bị siêu đổ hết hỏng hết. Mưa thì mưa to thì cũng sợ lắm, thì mưa bình thường nào không sao. Tôi mang cọc ra chống còn là nghiêm chỉnh hết cả, buộc lại toàn bộ hết cả. Mưa to quá thì cũng dân phải mang che áo tơi che lại. Còn với những địa phương chuyên canh hoa như Xuân Quan và thị trấn Văn Giang, với các loại hoa trong chậu, các nhà vườn đều đã chủ động di chuyển một số loại hoa mềm ngắn ngày dễ bị ảnh hưởng vào trong nhà lưới, cắt tỉa bỏ bớt những cành tán để tránh tác động của gió. Với những diện tích hoa trồng có kế hoạch khoanh vùng xử lý khi có mưa to. Những cây hoa hoặc cây cảnh hoa ngắn ngày thì đã được di chuyển cũng như bà con di chuyển đến những cái vườn chắc chắn hoặc những nơi tránh những cái gió lớn ảnh hưởng để làm dập hỏng những cây hoa. Về phía địa phương thì Ủy ban xã cũng đã chỉ đạo cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức tháo tiêu các cái hệ thống ngòi chứa nước của xã để đảm bảo cho nếu như gặp mưa lớn thì cũng không xảy ra ngập úng. Tuy nhiên hiện nay, Văn Giang vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu úng, nhất là trong các khu dân cư do hệ thống kênh tiêu nhỏ hẹp. Hơn nữa, một số cửa cống thuộc hệ thống tiêu đến nay vẫn chưa được khai thông. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng vật tư ứng phó kịp thời, thông báo cho nhân dân biết, trong đó lưu ý bảo vệ hoa màu cây ăn quả, nhất là chằng chống cây chuối, cây ăn quả, diện tích mạ đã gieo ở khu vực trũng thấp. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Điện lực Khoái Châu kiểm tra đường dây và trạm biến thế, đảm bảo an toàn và cung ứng điện chống úng cục bộ khi cần thiết. Trong ngày 24 tháng 6, huyện đã thành lập các đoàn công tác tiến hành đi kiểm tra các điểm trọng yếu như vùng trũng, vùng dễ ngập cục bộ tại xã Bình Minh, xã Trạch Đông Tảo và kiểm tra việc tiêu thoát nước tại sông Từ Hồ, Sài Thị, sông Cửu An và có chỉ đạo trực tiếp đối với địa phương nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Ngay từ sáng sớm hôm nay, huyện Ân Thi đã có công điện hỏa tốc gửi các ban ngành các địa phương nội dung phòng chống cơn bão số 1 nhằm ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão. Trong đó, chú trọng vào việc bảo vệ người tài sản như hệ thống cơ sở vật chất của địa phương, điện đường trường trạm. Các trạm bơm thuộc quản lý của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện, các trạm bơm dã chiến của các xã quân số trực đảm bảo 100%, sẵn sàng chống ngập úng khi có lượng mưa lớn để đảm bảo cho 756 ha diện tích mạ dược mạ gieo vãi của bà con không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động thông tin kịp thời mọi diễn biến của thời tiết trên các phương tiện truyền thanh của thôn xã để bà con tiện theo dõi. Địa phương đã tiến hành, một là duy trì tốt cái chế độ trực phòng chống lụt bão cơn bão số 1. Hai là tiến hành triển khai toàn bộ là thành viên trong ban chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đi kiểm tra toàn bộ đồng ruộng, kiểm tra các cái hệ thống cống, kênh tưới tiêu
để bảo đảm cho công tác phòng chống lụt bão, cơn bão số 1 được tốt. Tại huyện Văn Lâm, công tác chủ động phòng chống lụt bão đã được huyện tập trung chỉ đạo. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng cũng đã phân công thành từng đoàn để đi kiểm tra đôn đốc các địa phương, các đơn vị về công tác chủ động đối phó với bão. Theo báo cáo nhanh của huyện Văn Lâm, công tác phòng chống bão luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Huyện đã chủ động gạn tháo nước và 100% các trạm bơm đã được đóng điện, đã phát quang hành lang lưới điện để tránh tình trạng dây bị chập và đứt gây nguy hiểm. Trước đó, để đề phòng lốc xoáy, huyện Văn Lâm đã tập trung chỉ đạo các địa phương, các cơ sở y tế giáo dục, các trường học mầm non rà soát xử lý những cơ sở có khả năng bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn về người. Ngay buổi sáng nay, sau khi diễn biến cơn bão của Trung tâm khí tượng thủy văn thông báo là hướng bão về đổ bộ về đồng bằng Bắc Bộ, thì chúng tôi đã công điện để chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống lụt bão các thành viên, đặc biệt là với bên điện lực rồi xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, đồng thời đi kiểm tra những trạm bơm tiêu. Vì đối Văn Lâm là chủ yếu khi cơn bão áp thấp nhiệt đới mưa to thì chủ yếu là cái chống úng. Chúng tôi cũng tính toán đến cái mạ dự phòng để nếu thấy mạ có không đảm bảo thì chúng tôi sẽ phục vụ cho cái chủ động trong công tác khâu mạ. Để ứng phó với các tình huống xấu nhất khi cơn bão số 1 đi qua, huyện Mỹ Hào đã chủ động các biện pháp ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra. Trong đó, thực hiện phương châm 4 tại chỗ như chuẩn bị vật tư, nhân lực kỹ thuật và hậu cần. Huyện đã chỉ đạo đài truyền thanh huyện và các xã thị trấn tập trung tuyên truyền công tác chủ động phòng chống bão để toàn thể cán bộ và nhân dân chủ động các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Các xã trong huyện đã chủ động theo dõi tình hình của bão để đề ra phương án phòng chống, đặc biệt đề ra các phương án chống úng cho mạ mùa mới gieo. Một số diện tích ở vùng trũng đã được gạn tháo nước. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã có phương án sẵn sàng ứng phó khi có gió lớn có thể gây ra thiệt hại cho người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Tối ngày 23 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã tiếp nhận ca ngộ độc thức ăn với 16 người, đều trong một gia đình và người làm công. Gần 20 người sau khi ăn bữa trưa là con cá hỏa tiễn nuôi tại ao nhà nặng 14 kg, ngày 23 tháng 6 tại gia đình bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Đến chiều tối bắt đầu có triệu chứng của ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn. Từ 18 giờ ngày 23 tháng 6 đến 1 giờ ngày 24 tháng 6 có tất cả 16 người phải nhập viện, trong đó có 3 ca nặng có biểu hiện suy thận. Tuy nhiên được cấp cứu kịp thời, tích cực nên tới thời điểm này các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định, một số đã có thể về nhà. Theo các bác sĩ thì các bệnh nhân này bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, nguyên nhân được cho là do ăn cá, song cũng chưa có kết luận cụ thể, phải chờ kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng. Qua đây các bác sĩ cũng có lời cảnh báo mọi người phải tìm hiểu kỹ trước khi ăn bất cứ loại thức ăn lạ nào để tránh xảy ra những ngộ độc đáng tiếc. Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Tổ công tác phòng PC49 Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang Công ty Cổ phần May Kim Động thuộc địa phận thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đang có hành vi xả thải chưa qua xử lý ra sông Cửu An. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện công ty có 8 máy giặt và 2 máy sấy sử dụng nhiều loại hóa chất để giặt tẩy các sản phẩm công nghiệp. Công ty không có hệ thống xử lý nước thải mà toàn bộ nước thải được xả ra một ao chứa, sau đó xả thẳng ra môi trường. Đáng chú ý, xung quanh ao chứa nước thải được xây dựng các dãy tường cao nhằm che chắn sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Hành vi vi phạm của công ty May Kim Động đã làm cho sông Cửu An ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai thứ năm ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều hộ dân xã Liên Phương kinh tế khá lên nhờ xuất khẩu lao động. Tiên Lữ vẫn còn nhiều vi phạm hành lang đê kè. Xã Vinh Xá, huyện Kim Động có nhiều trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Chương trình thực sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà website Wikileaks vừa đưa ra, cơ quan tình báo Mỹ NASA đã tiến hành việc do thám với 3 tổng thống gần đây nhất của Pháp là François Hollande, Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac. Trong ngày thứ 3,
Website Wikileaks tuyên bố họ sẽ đưa ra những tài liệu liên quan đến việc do thám ba đời Tổng thống, cũng như các bộ trưởng và đại sứ Pháp, mà họ cho biết là có nguồn gốc trực tiếp từ NSA. Một trong những tài liệu này chứa nội dung cuộc thảo luận của Tổng thống Hollande về khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone hồi năm 2012. Trong khi một tài liệu khác từ năm 2011 được cho báo cáo việc Tổng thống Sarkozy muốn khởi động lại đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel mà không thông qua Mỹ. Phản ứng lại, NSA cho biết họ sẽ không bình luận gì về những cáo buộc không có căn cứ, trong khi Tổng thống Pháp Hollande đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để thảo luận về vấn đề trong ngày thứ Tư. Biểu tình yêu cầu dỡ bỏ lá cờ Liên minh miền Nam Hoa Kỳ đã dấy lên trên khắp nước Mỹ sau khi các nhà lập pháp ở bang Carolina yêu cầu hạ lá cờ này xuống khỏi tòa nhà chính quyền. Những người biểu tình đã tập trung ở Colombia trong ngày thứ Ba để yêu cầu dỡ bỏ lá cờ ra khỏi tòa nhà chính quyền bang Nam Carolina, trong khi yêu cầu tương tự cũng được đưa ra ở các bang Texas, Mississippi, Virginia và Tennessee. Thống đốc bang Nam Carolina đang kêu gọi các nhà lập pháp hành động bằng cách bỏ phiếu. Nếu trên 2/3 nghị viện đồng ý, việc dỡ bỏ sẽ được thực hiện. Amazon, eBay, Walmart và một số nhà bán lẻ cũng đã tuyên bố dừng sử dụng cũng như ngừng bán lá cờ này. Lá cờ Liên minh miền Nam Hoa Kỳ được sử dụng bởi phe miền Nam trong cuộc nội chiến nước Mỹ. Một số người coi đó như biểu tượng của chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc. Dara Rob, nghi phạm vụ xả súng giết hại 9 người tại một nhà thờ người da màu mới đây ở đây, đã nhiều lần chụp ảnh với lá cờ này. Hôm 23 tháng 6, các quan chức phụ trách công tác quản lý các khu di tích cổ của Syria cho biết phiến quân IS đã nổ tung hai lăng mộ cổ ở Palmyra. Các chiến binh IS đặt chất nổ vào khu lăng tẩm của Mohammed bin Ali, một hậu duệ của người em họ của nhà tiên tri Mohammed. Địa điểm này cách thành cổ Palmyra 3 dặm theo phía bắc. Ngoài ra, IS cũng phá hủy ngôi mộ của nhân vật tôn giáo trong một ốc đảo cách thành phố cổ Palmyra 457 mét, được cho là tồn tại hơn 500 năm tuổi. Trước đó, nhiều quan chức Syria và cơ quan theo dõi nhân quyền cho biết IS đã giải mìn và chất nổ và phá hủy khoảng 50 di tích tương tự tại thành cổ Palmyra. Lực lượng cảnh sát biển Italia thông báo trong vòng 24 giờ qua, các tàu hải quân châu Âu đã cứu được thêm 2.700 người đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải nhằm tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Từ hôm thứ Hai đầu tuần, tàu hải quân châu Âu đã phát hiện và cứu nhiều người nhập cư gốc Bắc Phi đang tìm cách vào châu Âu trên 18 con thuyền chật chội. Những người này được đưa vào bờ và được cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Cuối năm ngoái, hải quân các nước châu Âu đã cứu được hơn 200.000 người nhập cư bất hợp pháp trên Địa Trung Hải. Những người này tới từ các quốc gia đang có xung đột tại châu Phi và châu Á. Italia là cửa ngõ để họ tìm cách xâm nhập vào châu Âu với mong muốn đổi đời, song không ít người đã bỏ mạng trong hành trình nhập cư trái phép. Hiện Liên minh châu Âu đang ra sức đối phó với làn sóng nhập cư này, song vẫn chưa có biện pháp triệt để. Ngày 23 tháng 6, chính quyền Triều Tiên đã tuyên xử lao động cải tạo chung thân đối với hai công dân Hàn Quốc bị buộc tội làm gián điệp. Tòa án tối cao của Triều Tiên ra phán quyết buộc tội hai công dân Hàn Quốc được cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cử sang nhằm thu thập những bí mật quân sự và nhà nước của Bình Nhưỡng. Tòa án tối cao đã kết tội hai người trên thực hiện các hành vi do thám chống phá Triều Tiên với sự hậu thuẫn của các cơ quan chức năng Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên công bố việc bắt giữ hai người Hàn Quốc này hồi tháng 3. Phản ứng lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc và tuyên bố không thể chấp nhận phán quyết của Triều Tiên. Số người tử vong vì nắng nóng ở khu vực miền Nam Pakistan đã lên tới gần 700 người. Nhiệt độ ở Karachi, nơi có số người tử vong nhiều nhất, đã lên tới 45 độ, cao nhất kể từ năm 1979. Báo cáo từ cơ quan y tế địa phương cho biết 612 người đã tử vong ở những bệnh viện nhà nước, phần lớn là người trên 50 tuổi, đến từ những gia đình nghèo khó. Trong khi 80 người khác tử vong ở những bệnh viện tư nhân, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Quân đội Pakistan đã huy động lực lượng dựng những tấm lều tránh nóng trong nhiều khu vực khác nhau ở Karachi, còn chính quyền cũng khuyên người dân nên ở trong nhà và mang theo nhiều nước uống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nổi giận vì họ đã không được cung cấp nước uống cũng như bị cắt điện. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.